má trâu phi anh em ơi, toàn con to bàn tay luôn đấy anh em nhìn qua này, con bàn tay này. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay em sẽ pha mồi đi câu bùi chua các bác này. Rồi sẽ phối mồi đi đánh ổ. Hôm qua nhìn có một nấm mốc bên trên. Rồi mình làm mùi chua kiểu bỗng rượu thơm thơm ấy. Đấy. Này làm một ổ đi các bác nhá. Rồi làm tầm tầm này là ok. Mùi thơm thật nhưng mà kiểu đúng hay thật mùi của bóng rượu ấy. Lấy xong thì lại đậy kín này em làm cái quả mồi nó cũng nhỏ lắm. Nhiều bác chơi toàn cái loại thùng sơn. Đây đây là cái cắm gà loại nhỏ bác này. Đấy cho vào để nó khô mồi ấy. Cái này cho vào ui, nó chưa khô ngay đâu. Mình phải đảo mày đợi một lúc để nó dẻo ra. Đấy, em làm cho thằng em nó đánh cả cần đơn á, chứ bình thường ổ không thì em chả cần mình nhào trộn cái này. Đó các bạn nhìn. Này đợi một lúc để nó khô mồi nhá, mới nở hết cái cắm cà ra được. Đó, bây giờ em sẽ chuẩn bị đồ. Rồi cái này cứ để yên khoảng 15 phút các bác nhá. Rồi các bác ơi, này bắt đầu là mồi tơi này các bác này. Đấy, tơi khô khô này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho thêm bột mì các bác nhé. Bột mì để đánh đơn. Hoặc là các bác đi cũng có thể chia làm hai phần. Một phần mình không bóp bột mì thì mình sẽ làm cái ổ nhỏ này, để gọi như gần vào cái thính để dụ cá đến đây. Còn phần thì mình sẽ làm mồi bóp vào lưỡi thì câu thế nó sẽ hiệu quả hơn. Gọi là thảo ổ đấy sẽ hiệu quả hơn là anh em chỉ câu đơn không, thì mồi này nó rẻ mà cứ thả thoải mái. Nỗ nó hơi nhỏ nhỉ, sẽ nỗ cuối hơi đấy. Cái này thì anh em cứ làm cho nhiều nó quen tay ấy, bây giờ cảm giác nó dẻo dẻo nó không dính tay nó ok, nên mồi nó không tan được nữa. À, làm có một cân này câu và bẹt nhàn luôn. Bột mì nóng rẻ mà một gói nửa cân thì nó có 8.000 nữa các bạn. Mùi mới bỏ mùi ra thì nó thơm thơm mới hết mùi uống rượu và chua chua thơm thơm mùi xoài nấu ấy. Rồi bây giờ em sẽ cho vào túi và đi đánh cho nhá qua nhá. Ok đã xong anh em ơi. À, đấy anh em nhìn nhá. Mồi này nó rất là tơi. Đấy anh em nhìn mồi rất là tơi này. Tơi chưa? Nhưng mà bó vào cái là dẻo ngay, không dính tay. Đấy này mới cô đơn được rồi này. Cô đơn. Nó nhìn cô đơn cô đài. Mấy nét chưa nhỉ? Để mấy nét qua xem nhá. À này. Đây. Đấy qua nhìn nhá. Vừa nó rất là tơi, bó cái nó dẻo ngay, không dính tay luôn. Ok, giờ đến chỗ câu các bác nhá. Chết luôn, úi dồi, hai con anh em ạ. Úi giời, lại sắp đôi 50 rồi. Úi giời, hai em tươi rói rói. Một phát đi bà. Ê, anh em nhìn cần commando rất là ác nhiệt nhé. Một phát cẩu phát hai cá lên bờ luôn. Rất là cứng. Anh em này, không có kìm thì cứ cầm thế này thôi.
một em ra và giật phát hai em này phê thật đấy, đậm sâu lắm. Lưỡi 12 các bác nhá. Đây, bao nhìn nữa, vẽ hết cả lưỡi, lưỡi 12 này. Em đánh đa phần đánh lưỡi 12 mới lưỡi 10, lưỡi nhỏ em ít khi đánh, hầu như em toàn dùng lưỡi 12 là chính, đánh đồ phi phê. Quả hỏa một phát cứ sụp đồ, cái sụp đồ này có thể là sướng không anh ạ, cao chùa. Vào chuồng. Ok. Dẹo cả lưỡi anh em, nó to kéo dẹo cả lưỡi sợ. Nhìn này, lưỡi anh em nhìn lưỡi 12 của em mà nó đứt cả đầy lồng, dẹo kéo đồ phi to dẹo cả lưỡi chết không rồi chứ. Gài rô phi nó cắm rất là nhức anh em nhé, thấy những con rô phi cầu rất là sướng, to bàn tay giật phê nòi luôn, mà gài nó cắm này rất là đau nhé. Vào thử tự vào chạy đâu nó hả. Úi giời, nào cùng anh em. Cái này to đấy, cái này to nhỉ. Dài em nhìn kiếp nhé, bàn tay của em nó to như thế này không? Đấy là cho em xem. Đấy, đã mà tổng này, thẳng phát một. Kinh thật. Nó dẫy vào mắt, càng dẫy càng chết. Càng dẫy càng chết. Dẫy vào mắt. Wow, anh em như con này rồi mình phê chưa? Đấy, phê hay cơ mà. Và rõ tiếp thôi. Vào rõ. Trời mùa này nó cứ nóng nó thất thường anh em. Sáng thì rét lạnh, sương mù đầy đặc, một lúc thì nắng. Bây giờ này sương mù đầy đặc này. Em đang định che cái ô đỡ nắng thì lại sương mù.
em mới để. Ui giời, hắn dậy pha đúng là dọ luôn. Số chết đấy. Không chạy đâu được. Người ta bảo trăm đường. Trăm đường không tránh phải số. Không sai. Dậy pha đúng là dọ luôn anh em ạ. Máy đi sướng là nó dẹt phát. Đồ phi, đồ phi. Ui anh em ơi, đồ phi đạp, đồ phi đạp, đồ phi đạp. Đồ phi bự luôn đấy này. Anh em nhìn này, nó mọc màu sợ chưa. Này, nhìn người nó sợ chưa. Mọc đúng một tí luôn. Dẫy mì đấy. Anh gỡ mì ra là ấy, ôi, siêu to khổng lồ đẹp phao, siêu to khổng lồ đẹp phao anh em nhé, vào so, đẹp 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 luôn, phê, kéo quả phao phê thật đấy. Thank you.
kéo cho anh em xem thành quả ngày hôm nay nhá. Toàn rô phi không đóng con hàng khủng này. Mét rô phi anh em ơi. Thấy chưa? Toàn con to bàn tay luôn đấy. Anh em nhìn qua này. Đấy, con bàn tay này. Nhìn qua lưới không rõ lắm nhỉ. Anh em nhìn nhá. Phê. Rồi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhá. Dạ mày về ăn cơm mình làm đó. Thank you.